gần 1.000 Phật tử khắp nơi về chùa Pháp Vân Mississauga để cùng nhau chia tay năm cũ, đón mừng năm Kỷ Hợi 2019. Ngay từ chiều, các anh chị em, các bác thiện nguyện viên đã chuẩn bị rất sớm cho chương trình đón mừng năm mới. Basement của chùa trở nên nhộn nhịp, ấm cúng với sân khấu ca nhạc cho các ca sĩ, nhạc công địa phương đảm trách. Không thể quên được những câu chuyện vui, những bài hát xuân và đặc biệt trò chơi lô tô của các anh chị em gia đình Phật tử chùa Pháp Vân. Đội lân của chùa làm không khí xuân sôi động, bà con quên hẳn trời lạnh mùa đông bên ngoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giây phút thiêng liêng này, toàn thể đạo tràng của chúng con đã thanh tịnh và trang nghiêm. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni qua lăng chánh điện để cử hành lễ đón giao thừa và lễ viếng Đức Phật Di Lặc. Xin ban trung phổ hãy cử ba hồi trong trống Bát Nhã để cung đón Chư Tôn Thiền Đức. Nam mô Hoa Niệm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nghiêm trang bên trong chùa chuẩn bị nghi lễ đón chào năm mới, chiêng trống rộn ràng, khói hương tràn ngập, hòa quyện với tiếng pháo nổ vang lừng. Mùa xuân Kỷ Hợi
đã thật sự đến với đồng bào Việt Nam tại Canada. Chỉ biết vui với mùa xuân không thì đánh mất cả ba mùa khác, đánh mất 3/4 cuộc đời. Mà trong mùa xuân chỉ vui với 3 ngày đầu năm thì đánh mất thêm gần 3 tháng nữa, hơn 3/4 quãng đời còn lại. Như vậy chúng ta thực sự có được bao nhiêu ngày hạnh phúc, và thực sự hạnh phúc đến từ đâu? Chúng ta đã có tất cả những gì chúng ta cố gắng tạo dựng và chiếm hữu, nhưng đã thực sự hạnh phúc, bình an hay chưa? Hay vẫn còn một nỗi sợ hãi, lo âu, kín đáo nào đó? Vô thường, không đến bằng lối đi duy nhất. Nó có nhiều ngõ ngách để viếng thăm cuộc sống của chúng ta, có khi thật lặng lẽ. Như sự trôi đi của thời gian từ trẻ đến già yếu, có khi thật khủng bố kinh hoàng như các hành động cố ý phá hoại và giết người bằng bom đạn. Chúng ta không thể né tránh nó mãi, vì vậy nếu vẫn còn bị khủng bố đe dọa bởi các tiểu yêu thuộc hạ vô thường, chúng ta hãy tìm học những suy nghĩ và cách sống của các nhà sư trong nhà thiền. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vọng thành suy vô bố úy, thành suy lộ thảo đầu phô. Có nghĩa là thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, sáng di suy thành việc đời, thành suy như hạt sương phơi đầu cành. Thấy được cái mong manh của xác thân của cuộc đời là bước khởi đầu cho nếp suy nghĩ, là chặng tiên khởi của hành trình tu tập mà trong Phật giáo gọi là chánh kiến. Cho nên thiền sư đã mở đầu bằng sự biến hoại của thân xác và cỏ cây. Ở đây phải hiểu là chỉ chung cuộc đời, nhưng nếp suy nghĩ, cái thấy không dừng lại ở đó mà còn phải tiến xa hơn vào lối sống bằng sự chiêm nghiệm, quan sát thật sâu, mà trong Phật giáo gọi là chánh tư duy. Điều này được tiếp nối bằng 2 câu kế tiếp: sáng chi suy thành việc đời, thành suy như hạt sương phơi đầu cành. Quan sát, chiêm nghiệm rằng tất cả thăng trầm, suy thịnh của cuộc đời đều chỉ là những biến hoại, mong manh, không tất định. Có nghĩa rằng nếu hạnh phúc mong manh thì khổ đau cũng mong manh, hạnh phúc không thật có thì khổ đau cũng không thật có. Biết như vậy, hiểu như vậy, quan sát thật sâu như vậy thì có thể trong vô thường mà thấy được chân thường. Và thế sự khi lên khi xuống, khi thịnh khi suy, tâm vẫn bình an lặng lẽ, không còn bị khủng bố đe dọa bởi bất cứ thế lực lớn hay nhỏ nào, hữu tình hữu hình hay là vô hình. Mùa xuân hay mùa thu chỉ là thực sự là những ước lệ của thời gian. Hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ là những hạt sương trên đầu ngọn cỏ. Quan trọng là giữ được cái tâm bình an, thản nhiên,
với trí tuệ ngời sáng và lòng thương vô hạn, đi vào cuộc đời cứ đi vào mùa xuân trường cửu bất diệt. Để khép lại năm Mậu Tuất, chúng tôi thành kính nghĩ đến những đóng góp quý vị trong năm qua với tấm lòng trân trọng biết ơn, và tâm thầm ước mong quý vị tiếp tục hỗ trợ cho Trung tâm Phật giáo Pháp Vân trong các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa và xã hội. Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, chúng tôi xin thành kính kính chúc quý cụ trong những năm tháng còn lại của đời mình được nhiều an vui và hạnh phúc bên các con cháu. Kính chúc quý anh chị trong cuộc sống nhiều thách đố của xã hội này gặt hái được nhiều thành công như ý, và thân chúc các em sinh viên, học sinh cái đường dài trước mặt và tương lai đứng chờ đợi, biết tránh xa điều ác, biết làm các việc lành, nỗ lực học tập hôm nay để thành người hữu dụng cho mai sau. Và cuối cùng, xin tất cả chúng ta cùng chung lòng cầu nguyện cho dân tộc được tự do, nhân loại hòa bình và chúng sinh muôn loài được an lạc. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tổ Phật. Và chúng ta sẽ tiến hành chương tôn đức an toàn. Và tiếp theo là đại diện Phật tử Khánh Thế, chư tôn thiền đức và chúc kết đạo bạn, chúng tôi xin kính mời đạo hữu Quảng Châu, Hồ Đắc Nam đọc lời Khánh Thế. Chúc kết đầu năm là một phong tục truyền thống đặc biệt và ý nghĩa mà người con về nào dù ở bất cứ nơi đâu cũng nên căn quê và giữ gìn, học theo những điều tốt đẹp của người xưa truyền lại. Chúng con cũng xin kính cẩn dâng lên quý thầy lời thất Phật và lời chúc Tết đầu năm. Vậy là một năm nữa lại qua đây, 365 ngày khác lại đến như bao lần. Chúc bao năm dài, chúng con về đạo tràng này để được cùng quý thầy tu tập. Mong được quý thầy dạy dỗ, sánh tấn chúng con để chúng con có chút hành trang tâm linh trên lộ trình vô sinh thường nhật. Mang chút tự lương quý đức báo ấy để làm niềm tin, làm điểm tựa cho cuộc sống đầy giao động hiện nay. Ngày ngày như thế, rồi mỗi tuần, mỗi tháng như thế vô thường trôi. Mai thay cái Tết dân tộc về cũng là dịp để dòng đời thất Phật của chúng con được tạm dừng, để thân tâm được ngơi nghỉ trong khoảnh khắc giao thừa. Bình tâm nhìn lại một năm qua, bên cạnh những bộn bề lo toan, vui buồn, được mất vân vân, thì chúng con cảm thấy gì ngoài sự thản nhiên của dòng chảy thời gian. Thời gian đã vô tình để lại những vết hằn sâu trên báo thân gia quyển vốn giới hạn tuổi đời và sức khỏe của quý thầy. Nhưng trong cái vô hạn của thời gian lại hạn chứa nhân duyên của sự vô tận cống hiến tâm lực của quý thầy và sự nghiệp giữ gìn và phát triển đạo pháp trên đất khách. Giữa ngôi nhà tâm linh ấm cúng này, chúng con thành kính tri ân quý thầy đã khai mở tâm xuân cho chúng con, giúp chúng con tỉnh giác để thấy được mùa xuân thực sự hiện hữu trong chính tâm thức của mỗi cá nhân mình. Dù cho tiết trời bên ngoài có phủ đầy sương tuyết, lông thang trên phố tuyết tìm kiếm nụ mai vàng, lạc bước vào cửa Phật từ thửa nào xuân sang. Trong giây phút đầu năm, chúng con vừa nhận được những lời chúc phúc quý báu của quý thầy, lòng tràn đầy niềm hỷ lạc. Xin đem pháp tâm hỷ lạc đầu xuân này, chúng con kính chúc quý thầy sức khỏe an gan, đạo tâm vững bền để tiếp tục dẫn thân vào công tác Phật sự, làm lợi cho cộng đồng và xã hội. Kính chúc cho quý thầy mọi pháp sư lành thông, sớm phiên thành đạo quả, thuận duyên hóa độ chúng sinh. Chúng con luôn mong quý thầy mãi là cội xuân cho hàng Phật tử tại gia chúng con, hằng hưởng phúc lộc mỗi dịp Tết về trên xứ lạnh lẽo mà âm tình dân tộc tròn nghĩa quê hương. Kính chúc quý đồng bào, đồng hương Phật tử một năm mới sức khỏe dồi dào, an gan thịnh vượng, gia đạo yên vui hạnh phúc, tùy duyên học đạo và cùng nhau tinh tấn tu tập
trong mọi sự giáo hội của mười phương chư Phật. Bà con chan chân nhau thỉnh lộc đầu năm, mong một năm mới bình an hạnh phúc. Mừng năm mới Kỷ Hợi 2019.